Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức mà chiên các món ăn không bị bắn dầu mỡ ra ngoài. Với cái công thức này thì các bạn yên tâm là sau khi chiên món ăn xong thì bếp của các bạn vẫn sạch bong kín kít, không phải tốn công lau chùi dọn dẹp cho mất sức, mà món ăn này lại rất là ngon như ý muốn. Các bạn quan sát kỹ nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho gà vào. Giờ mình sẽ cho thịt gà đã ướp vào nhé. Đó, các bạn thấy không? Không hề bị bắn dầu mỡ ra ngoài. Và mình đang để lửa số to nhất. Nếu các bạn làm theo cái phương pháp này thì mình dám chắc chắn là các bạn sẽ rất hài lòng. Và đương nhiên là các bạn sẽ cảm thấy công việc nội trợ này của các bạn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Để biết cách làm này như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn đăng ký, like, comment và chia sẻ để mọi người cùng biết. Bây giờ thì mình xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Với cái món gà rán thì đầu tiên các bạn rửa sạch và để ráo nước. Sau đó thì thấm cho gà khô kỹ hơn bằng giấy thấm đa năng. Tiếp đến là các bạn sẽ đi ướp thịt gà. Với cái món gà này thì mình ướp bằng bột Ariquit. Sau đó thì các bạn trộn đều để cho gia vị được thấm màu gà. Và mình sẽ để cho gà được thấm khoảng tầm 30 phút. Với món cá thì cũng vậy, các bạn cũng sẽ làm nguyên như món gà. Các bạn cũng để ráo nước và các bạn tẩm ướp. Khi ướp gà với cá được 30 phút thì mình sẽ đi chiên. Đây là một bước quan trọng nhất. Trước tiên mình cho chảo lên bếp. Chảo nóng thì mình cho dầu ăn vào. Dầu sôi, mình cho vào một thìa bột lăng. Và khuấy đều cho bột lăng tỏa đều ra mặt chảo. Đây chính là cái bí quyết để khi chiên dầu không lổ và không bị bắn ra ngoài. Dầu sôi trở lại thì mình sẽ cho gà vào chiên. Mình đang để lửa to mà dầu không hề bị bắn ra ngoài các bạn nhé. Để chiên cá thì mình tiếp tục cho vào 1-2 thìa bột lăng. Mình khuấy đều cho nó tan ra và tỏa đều ra mặt chảo. Sau khi dầu đã sôi lên thì mình lại cho cá vào chiên. Đó, chiên vào một mặt rồi thì mình sẽ trở mặt bên kia để chiên tiếp các bạn nhé. Mình sẽ trở tiếp cái con này. Và các bạn cứ yên tâm là dầu sẽ không bị lổ, không bị bắn tung tóe ra bếp. Cho nên các bạn cứ tự tin vào bếp chỗ tài của mình với các món ăn mà các bạn yêu thích. Như vậy là mình vừa chia sẻ bí quyết chiên món ăn mà không bị lổ và bắn dầu ra bếp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.